Hello, hello. Hello everybody, welcome to HVKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HVKT. Thì hôm nay chúng ta lại đến với con game đó là Hải Tặc Đại Chiến nha. Rồi, tuần này chúng ta có lễ hội mua sắm và lễ hội độc thân nha. Ăn theo 11 tháng 11 đó mà. Rồi, đầu tiên thì bây giờ vô ăn cốt từng cái đã. Cốt từng cũng chả có gì ngon anh em. Từng rồi với từng này không có cốt gì ngon nha. Nè, quà cốt từng nè. Đó. Đó, cốt từng cũng chỉ có nhiêu đây thôi ha. Một thùng bia với 5 giờ belly, 5 giờ ASAP. Rồi, hết rồi đó. Cốt từng thì chỉ có như vậy. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái lễ hội nha. Bây giờ trước tiên thì lễ hội mua sắm nha, 11 tháng 11. Đây, trong cái lễ hội này thì Nami nói là chúng ta mua thì được nhân nha. Nhân 2 A-Ship VIP và nhân 2 kim cương nha anh em. Thì đây các gói thường nè. Các gói thường thì anh em sẽ thấy là đồ hôm nay chúng ta được cộng thêm nè, ngon ngon. Ủa cái mấy cái móc này nay đây nè, à quà lớn quà nhỏ hả. Wow, gói 100 này nay ngon dữ ta, nhưng mà không ngon lắm ta. À, nhân kim cương thôi. Đây mấy gói thường nè anh em mua là chỉ được ủa hôm nay nhân hết hả? Không đây nè, A-Ship nè, A-Ship VIP nè chỉ được có 500 ha. Đây là kim cương nè anh em nạp nè, đó cũng chỉ được có 500 ha. Rồi còn đây là lễ hội mua sắm nè. Ở trong cái phần lễ hội mua sắm này thì anh em nạp các móc này thì được nhân hết nha. Đây hồi nãy là bình thường là chỉ nạp 100.000 chỉ được 100 A-Ship VIP và có lộn 500 A-Ship VIP và 500.000 kim cương đúng không? 500 kim cương. Còn ở đây thì trong cái phần lễ hội mua sắm thì anh em nạp sẽ được nhân 2 ha. Đó là được 1.000 A-Ship VIP và 1.000 kim cương nè. Đó, ở đây thì heo còn thiếu đâu khoảng 3.000 hả. Dạ, hơi chua ha. 3.000 chạy đâu vào đó là khoảng 300 á. Khá là chua ha. Đây, cái gói nè, ngon không? Đó, anh em muốn nạp bao nhiêu thì nạp. Rồi, mà nếu mà anh em nào mà server mới hay là heo nghĩ là từ hôm nay mà anh em nào chơi server mới hoặc là quyết định nạp thì nên nạp hôm nay nha. Bởi vì khá là ngon. Nó có cái này anh em nạp đầu cũng ngon nữa. Anh em nạp đầu vô thì nó cũng nhân VIP rồi cho anh em nè. Đó, khá là ok. Anh em nào muốn cài VIP, nạp VIP thì cứ việc nha. Rồi qua gói tiết kiệm. Đó, tiết kiệm thì anh em cũng đã biết rồi. Thì nó bán đồ trong cái gói này thôi. Nhưng mà gói này thấy cũng được nha. Không, suy nghĩ lại rồi, không được. Không được nha, không được nha. Rồi, dân nghèo như chúng ta thì không nên quan tâm mấy gói này làm gì. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ tới tuần lễ độc thân nha. Đây, lễ hội độc thân. Mỗi ngày thì anh em sẽ nhận được ngày đầu thì 3 cái ly. Ở lòng 2 ly, 3 ly là 5 ly. 5 ly với 5 ly nữa là 10 ly. 10 ly đúng không? 10 ly thì anh em vào đây, một là đảo bóng tối, hai là đảo rực rỡ ha. Đó, 5 ly thì anh em sẽ nhận được. Ở bên đảo bóng tối thì sẽ nhận được 5 triệu belly này nha. Rồi lên nữa là được 10 xu vòng quay và 10 cốc bia vàng. Lên 20 thì anh em sẽ nhận được là 10 thùng bia ha. Và 10 xu vòng quay siêu cấp. Đó. Còn đây là nói chung là anh em nào mà quyết định chơi lại hoặc là bắt đầu chơi thì nên chơi vào cái tầng này nha. Đó. Vì cái tầng này anh em vào, ví dụ đi heo, ví dụ đi, anh em nào vào nạp. Nạp đâu rồi, nạp 100.000 đi để lấy VIP, để lấy 1.000 điểm VIP. Đó, lấy 1.000 điểm VIP để vô coi 1.000 điểm VIP hình như là VIP nào ta. Như VIP 2, 3 gì đó, cũng nhớ rõ nữa. Đó. 1.000 điểm VIP thì anh em được 1.000 kim cương đúng không? Rồi 1.000 kim cương thì anh em vào cái
rương báo độc thân nè, mua ở đây 10 rương. Rồi anh em vào đây, anh em điểm danh 5 ngày. Xong rồi thì anh em sẽ lên được là tới đây đúng không? Đó. Lên tiếp nữa, trong cái tầng này là anh em ăn được là A nè, A2 mảnh luôn, tại vì anh em nạp đầu là đã được một con A rồi. Khá là hôm bơ ha. Còn lên tiếp thì vẫn như mấy cái móc cũ thôi. Đó. Cũng không có gì ngon lắm. Rồi bên đảo rực rỡ thì chúng ta sẽ được là 10 triệu A-Ship ha, đá A-Ship. Rồi mấy cái móc kia vẫn y vậy thôi, không có gì thay đổi. Đó. Rồi bên này thì chúng ta sẽ được Marco ha. Nói chung thì mấy con tướng này dành cho những anh em nào mà mới chơi ha. Chứ bây giờ thì heo cũng đã đầy mẹ nó rồi, còn gì nữa đâu nói. Đó thì anh em nhớ nha, chỉ có nạp ở trong cái lễ hội mua sắm này anh em mới được nhân 2 A-Ship VIP và nhân 2 kim cương nha. Mua ở ngoài nó không có được nhân đâu. Đó. Rồi còn mấy cái hoạt động như chiêu mộ đại hải tặc nè, để đếm coi. 1 2 3 3 là 5. Ơ đụ má. Đi full cái này được có 5 cốc bia cái ly rượu hả? Vãi lời vậy. Còn chiêu mộ đặc biệt nè, chắc được 10 cốc quá. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12. Ủa, ô được 20 anh em. Wow wow wow. Ngon nha, ngon nha. Chiêu mộ đại hải tặc ngon hơn, được 20. Còn bên này là chắc cũng được có 5 à. Đúng y luôn. Xu vòng quay thì được có 5 nha. Chiêu mộ đại hải tặc được tới 20 lần nha anh em. Wow wow wow. Thấy hôm nè, lúc nào cũng vậy. Chiêu mộ đặc biệt, chiêu mộ đặc biệt nha. Chiêu mộ đặc biệt được 20 cái ly. Á, à, hôm bữa mà biết để dành, hôm mai mốt chắc để dành cốc cái hùng bia quá. 20 anh em cộng với đây 10 nữa. Anh em cộng với trong này đâu rồi. Trong cái này 40 nữa. Ở lộn, trong cái chỗ mua á. Đâu rồi, mua. Đây. Mua cái này anh đem được 10 nữa. Đậu xanh là 40 rồi. 40 thì anh em chịu khó thôi. Chịu khó nạp thêm 100 hoặc là cắn thêm hai cái event kia nữa là anh em sẽ được, một là được rương tướng level 2 nè. Đó, rương tướng hiếm. Đó, hoặc là mở ra được báo vật đỏ đặc biệt. Đó, là cái báo vật đỏ đặc biệt là cái báo vật mát luôn á. Trời má, ngon. Đó, hôm bữa chừa là được 40 rồi, thiệt. Hôm bữa heo chừa là heo được 40 rồi, tuần này chắc méo ăn được rồi. Ôi vậy chắc để dành quá, con này giờ chắc nuôi để dành quá anh em. Trời ơi, chắc con này chắc tạm thời chắc lặn một thời gian nuôi để dành, mấy mốt bắt đầu ra chinh chiến chứ vậy là chết luôn. Chết, từ chết tới bị hương. Đường nào cũng không chạy hỏi hết. Nhưng mà chắc chắn là phải mua 1.000 rồi, bỏ 1.000 điểm ra để mua cái anh em. Anh em nên nha. Heo khuyên anh em là nên bỏ 1.000 kim cương ra để mua 10 ly rượu nha. 1.000 kim cương thì kiếm mấy ngày là xong rồi anh em. 2-3 ngày vậy đó là có 1.000 kim cương rồi. Nên là nên ăn rồi đó. Còn anh em 10.000 có nên mua không ta? Ở bộ này cùi lắm. Đó, để dành mấy mốt mua cái bộ này. Bộ Hải Âu. Rồi đánh giá sơ về cái event tuần này nha. Event tuần này là khá ngon, nhưng mà heo đã xài hết cái những gì heo có rồi. Nên là chắc tuần này chắc là bới quan tỏ cản quá. Nếu hên bây giờ tới cuối tuần mà Nam Y hương tình cho code nào đặc biệt hoặc là code livestream này nọ thì quả mai còn cắn hút lắc đồ được ha. Chứ không là thua. À, hôm qua mới ăn được con Morilla cái gì Megalon lên luôn 9 sao rồi. Má hôm qua đập hên anh em, hôm qua đập vô đập khùng 10 cái, mở ra được 10 con. Mới lộn gỡ mở ra được một con Megalon. À.
Rồi ăn luôn cái đây, ăn luôn cái mảnh tướng level 2 nè. Bây giờ tới cuối tuần coi có livestream không, nếu mà có thì lên like ăn luôn cái mảnh tướng này hả? Biết đâu hên hên thì chúng ta sẽ được những con khác thì sao? Không thì Aoki này nọ. Và ở trong này thì gần đủ cái này luôn rồi. Đây, đại hải tặc 71 rồi, 10 cái nữa. 10 cái nữa thì cũng chắc là gán dành dụm để mà mua cái hiền viên 2S nữa ha. Bên hiếm nữa. Rồi. Thì chia sẻ anh em về cái event từng này khá là ngon. Nói chung là đánh giá và phân tích sơ lược như vậy. Còn anh em nào mà thấy hay thì nhớ like và share. Còn không hay thì đừng có dislike, cũng đừng có chửi ha. Ok, thì đây là về cá nhân riêng của Heo. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hôm bữa nè, ráng nè, ăn hết luôn nè. Đó, vừa đủ luôn từng rồi. Má chạy vừa đủ lụm cái rương level 2. Rương level 2 cực khổ dễ sợ. Nhưng mà tính ra từng rồi cũng ok. Nói chung thì ok, chạy ăn event đồ hết luôn. Tất cả thì được rương level 2. Nhưng mà nó từng rồi không ngon bằng từng này thôi. Nè ở đây cũng được rương level 2 nè. Nhưng mà trên đường đi của nó thì chúng ta được nhiều thứ hơn. Rương level 2 cộng với 20 trái ác quỷ nữa nè. Nói chung là Heo chơi cái này gần 2 tháng hơn. Thì Heo thấy event nào mà có hai cái đảo này là event đó rất là ngon. Anh em nên chơi. Vì từ khi Heo chơi cái này là gần 2 tháng rồi. Đó là cái event này là ngon nhất. Còn mấy cái event kia là nói chung là để ăn tạm tạm thôi, livestream chơi cho vui thôi. Còn con này là nên ăn nha. Đó, rồi ok. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn.